con thân mến, dấu câu có một vị trí và tầm quan trọng rất đặc biệt trong quá trình chúng ta diễn đạt, đặc biệt là văn viết. Bởi vì nếu chúng ta sử dụng dấu câu hợp lý và đúng, chúng ta sẽ thấy được là cái giá trị của câu văn, câu thơ sẽ phát huy tác dụng của nó và giúp chúng ta thể hiện được tư tưởng, tình cảm một cách rất là rõ ràng. Vậy bây giờ chúng ta đã học được rất nhiều những dấu câu rồi. Ngày hôm nay thì các con tiếp tục với cô tìm hiểu thêm công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm nữa. Bởi vì trong quá trình chúng ta diễn đạt thì dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm cũng là dấu câu mà chúng ta sử dụng vô cùng là nhiều, và đặc biệt là chúng ta vận dụng trong quá trình chúng ta xây dựng một đoạn hội thoại, đúng không nào? Vậy công dụng của dấu ngoặc đơn hai chấm cụ thể là ra sao? Chúng ta cùng vào nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Đó là dấu ngoặc đơn. Dấu hai chấm. Chúng mình vào phần 1 la mã, dấu ngoặc đơn. Bây chúng ta sẽ cùng với cô đi xét các ví dụ về dấu ngoặc đơn. Một nhỏ, ví dụ. Đọc được những đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi. Câu A, đừng một cái, họ những người bản xứ được phong cho cái danh hiệu tối cao là chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do. B, gọi là kinh ba khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía. Chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây. Ba khía là một loại còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon. Câu C, Lý Bạch sinh năm 701, mất năm 762, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường, tự là Thái Bạch, hiệu là Thanh Liên cư sĩ, quê ở Cam Túc. Lúc mới 5 tuổi, gia đình về định cư ở làng Thanh Liên, huyện Sương Long thuộc Miên Châu, Tứ Xuyên. Câu hỏi của đề bài đưa ra cho chúng ta là dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên được dùng để làm gì? Và nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa cơ bản của những đoạn trích trên có thay đổi không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đến với từng ví dụ. Ở ví dụ A, cái dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên, ví dụ ở những người bản xứ. Câu A là những người bản xứ. Giúp chúng ta thấy được là cụ thể hơn. Vậy họ ở đây là những ai? Như vậy con thấy ở đây là giải thích. Ở trong câu B là ba khía là một loại còng biển lai cua. Ba khía. Và tác dụng của phần này đó chính là thuyết minh, làm rõ ba khía là một loại như thế nào. Tác dụng là thuyết minh. Câu C, Lý Bạch sinh năm 701, mất năm 762. Đấy là 701, 762. Ở đây, tác dụng đó chính là bổ sung thêm thông tin về Lý Bạch. Bổ sung. Nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa cơ bản của những đoạn trích trên có thay đổi không? Thì con thấy rằng là nếu bỏ dấu ngoặc đơn. Nếu bỏ dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa cơ bản của câu không thay đổi. Cơ bản của câu không thay đổi. Và câu thì vẫn đủ ý và chúng ta vẫn hiểu được là người viết muốn nói cái gì. Câu vẫn đủ ý. Từ đây thì các con có thể thấy được là chúng ta hiểu về công dụng của dấu ngoặc đơn rồi. Các bạn có thể thấy là dấu ngoặc đơn đầu tiên có tác dụng giải thích một điều gì đó này. Có tác dụng thuyết minh. Ngoài ra thì có thể là tác dụng bổ sung thêm thông tin.
Và đây cũng chính là định nghĩa về công dụng của dấu ngoặc đơn trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trong 134. Các con cùng với cô đến với phần 2 nhỏ, đó là nội dung phần ghi nhớ. Sách giáo khoa trang 134. Các bạn cùng theo dõi vào nội dung này. Ghi nhớ, dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích, có thể là giải thích, thuyết minh và bổ sung thêm. Dấu ngoặc đơn là như vậy. Vậy dấu hai chấm có công dụng như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đến với phần 2 la mã nhé. Chúng ta tìm hiểu về dấu hai chấm. Và chúng mình sẽ đến với phần 1 nhỏ, xét ví dụ. Dấu hai chấm trong những đoạn trích sau dùng để làm gì? Ở câu A, rồi giấy chất loanh quanh, băn khoăn, tôi phải bảo. Dấu hai chấm đặt sau chữ bảo. Được, chúng mình cứ thẳng thừng nói ra nào. Giấy chất nhìn tôi mà rằng, anh đã nghĩ thương em như thế, thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh. Phòng khi tắt lửa tối đen, có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Ở trong câu đầu tiên chúng ta đã thấy là sử dụng dấu hai chấm rồi. Ngoài ra thì dấu hai chấm còn được sử dụng sau từ rằng nữa. Như vậy chúng ta có thể xác định được là dấu hai chấm được thể hiện qua ở trong câu A. Công dụng đầu tiên của dấu hai chấm đó là gì?